thiên thứ năm. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, xem xét sự suy gẫm tôi. Hỡi vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, vì tôi cầu nguyện cùng Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi, buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi. Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa. Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối. Đức Giê-hô-va gớm ghét người đổ huyết và kẻ gian lận. Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lại trước đền thánh của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhưng vì kẻ thù nghịch tôi. Xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi. Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín, lòng chúng nó chỉ là gian tà, họng chúng nó là huyệt mã mở ra, lưỡi chúng nó đầy dẫy điều vua nịnh. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng trị chúng nó, nguyện họ sa ngã trong mưu trước mình. Hãy xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ, vì họ đã phản nghịch cùng Chúa. Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa, vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên. Chương 5 Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia khi ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy đức chúa trời phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con đức chúa trời phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc bắt bớ và lấy mọi điều giữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy các ngươi là muối của đất song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại muối ấy không dùng chi được nữa chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho chọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi. Đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được chọn. Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răng này? và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răng ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng pha-ri-si thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng? ngươi chớ giết ai và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán song ta phán cho các ngươi hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt ấy vậy nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình thì hãy để của lễ trước bàn thờ trở về giảng hòa với anh em trước đã rồi hãy đến dân của lễ khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình phải lập tức hòa với họ kéo họ nộp ngươi cho quan án quan án giao ngươi cho thầy đội mà ngươi phải ở tù quả thật ta nói cùng ngươi ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Xong ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy, nếu con mắt binh hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì tha chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà luyện nó cho xa ngươi đi. Vì tha chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Lại có nói rằng, nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để. Xong ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng, đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của đức chúa trời đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của đức chúa trời đừng chỉ thành jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được song ngươi phải nói rằng phải phải không không còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắng, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi, hãy cho ai muốn mượn của ngươi thì đừng chớ các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời bởi vì ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai người ngoại há chẳng làm như vậy sao thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn chương 9 Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người mà phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời và các vật hành động trên đất cùng các cá biển đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Quả thật, ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi các loài thú vật, hoặc nơi tay người, hoặc nơi tay của anh em người. Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Vậy các ngươi hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Đức Chúa Trời cũng phán cùng Noê và các con trai người rằng: Còn phần ta đi, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi và cùng mọi vật sống ở với ngươi, nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, tức là các loài ở trong tàu ra cho đến các loài vật ở trên đất. Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi và các loài xác thịt, chẳng bao giờ lại bị nước luộc hủy diệt và cũng chẳng có nước luộc để hủy hoại đất nữa đức chúa trời lại phán rằng đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi trải qua các đời mãi mãi ta đặt móng của ta trên từng mây dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm móng mọc trên từng mây thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi và cùng các loài xác thịt có sự sống thì nước chẳng bao giờ lại trở nên luộc mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. Vậy, cây mống sẽ ở trên mây. Ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất. Đức Chúa Trời lại phán cùng Noe rằng, đó là dấu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và các xác thịt ở trên mặt đất. Các con trai của Noe ở trong tàu ra là Sem, Cham và Gia Phết và Cham là cha của Canaan. Ấy đó là ba con trai của Noe và cũng do nơi họ mà có loài người ở khắp trên mặt đất. Và Noe khởi cày đất và trồng nho, người uống rượu say rồi lõa thể ở giữa trại mình. Cham là cha Canaan thấy sự trần truồng của cha thì ra ngoài thuộc lại cùng hai anh em mình. Nhưng Sem và Gia Phết đều lấy áo choàng vắt trên vai mình, đi thùi lui đến đắp khuất thân cho cha. Và bởi họ xây mặt qua phía khác nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào. Khi Noe tỉnh rượu rồi, hay được điều con thứ hai đã làm cho mình, bèn nói rằng, Canaan đáng rủa xả, nó sẽ làm mọi cho các tôi tớ của anh em nó. Người lại nói rằng, đáng ngợi khen Jehovah là Đức Chúa Trời của xem thay. Canaan phải làm tôi cho họ. Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng đất cho Gia Phết, cho người ở nơi trại của xem, còn Canaan phải làm tôi của họ. Sau khi luộc, Nô-ê còn sống 350 năm. Vậy, Nô-ê hưởng thọ được 950 tuổi, rồi qua đời. Chương 10 Đây là dòng dõi của xem, Cham và Gia Phết, ba con trai của Nô-ê. Sau khi luộc, họ sinh con cái. Con trai của gia phết là Gome, van Madai, Javan, Tuban, Mesiek và Tira. Con trai của Gome là Atkena, rifat và Togama. Con trai của Javan là Elisha và Tareshi, Ki-tim và Dodanim. Do họ mà có người ta ở tràn ra các cù lao của các dân, tùy theo xứ, tiếng nói, chi phái và dân tộc của họ mà chia ra con trai của Cham là Cúc, Mithraim, Phúc và Canaan. Con trai của Cúc là Seba, Havila, ta Raema và Shapteka. Con trai của Raema là Seba và Dedan. Cúc sanh Nimrod, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất. Người là một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó có tục ngữ rằng, hệt như Nimrod, một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Nước người sơ lập là ba bên, Eret, Akat và Cane ở tại xứ Sinea. Từ xứ đó, người đến xứ Assyri rồi lập thành Ninive, Rehoboti, Kalat và thành Resen là thành rất lớn ở giữa khoảng thành Ninive và Kalat. Mithraim sinh họ Ludim, họ Anamim, họ Lehabim, họ Náp-tu-him, họ Bakrushim, họ Cách-lu-him. Bởi đó sinh họ Philitin và họ Captorim. Canaan, San Sidon là con trưởng nam và Hec cùng họ Jebusit, họ Amorit, họ Giregasit, họ Hevit, họ Arekit, họ Shinit, họ Avadit, họ Semarit, họ Hamatit kế đó chi tộc Canaan đi tản lạc, còn địa phận Canaan về hướng Gera chạy từ Sidon tới Gaza, về hướng Sodom, Gomorrah, ma và Seboim chạy đến Sa. Đó là con cháu của Cham, tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ. Xem tổ phụ của họ Hebe và anh cả của Gia Phết cũng có sinh con trai. Con trai của xem là Elam, Asura, Abashak, Lut và Aram. Con trai của Aram là Usur, Huler, Gete và Mach. Còn Abashak sinh Selach. Selach sinh Hebe. Hebe sinh được hai con trai. Tên của một người là Belek, vì đất trong đời người đó đã chia ra. Tên của người em là dốc tang, dốc -tang sinh Amodak. Shelep, Hasamavet và Yerat, Hadoram, Usa, Dikla, Oban, Abimael, Sheba, Ophir, Havila và Yobab. Hết thảy các người đó là con trai của Dốc Tàng. Cõi đất của các người đó ở về phía Sepha, chạy từ Mesa cho đến núi Đồng Phương. Đó là con cháu của Sem, tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ, và dân tộc của họ ấy là các họ hàng của ba con trai noe tùy theo đời và dân tộc của họ lại cũng do nơi họ mà các dân chia ra trên mặt đất sau cơn nước luộc